Kính thưa quý cô giáo, thầy giáo. Các em học sinh yêu quý, kính thưa quý vị. Tôi là Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Khánh, giảng viên cao cấp khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi cũng là tổng chủ biên, kiêm chủ biên sách giáo khoa Vật lý 11 thuộc bộ sách Cánh diều. Hôm nay, tôi xin thay mặt nhóm tác giả trân trọng giới thiệu với quý cô giáo, thầy giáo cùng quý vị những điểm mới nổi bật nhất của bộ sách giáo khoa vật lý 11, bộ sách cánh diều. Khác với trước đây, hiện nay theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa là một học liệu để thực hiện các yêu cầu mà học sinh cần đạt. Yêu cầu này đã được quy định trong chương trình tổng thể và chương trình môn học. Sau đây là một số đặc điểm nổi bật của sách vật lý 11 và sách chuyên đề học tập vật lý 11 được viết theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 do nhóm tác giả, trong đó có các thành viên thuộc ban phát triển chương trình môn vật lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 biên soạn. Thứ nhất, nói về mục đích của sách. Cùng với việc giúp học sinh phát triển năng lực vật lý, sách Vật lý 11 và sách chuyên đề học tập vật lý 11 giúp học sinh phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung được quy định ở chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để làm được điều đó, sách đã thông qua hệ thống các bài học được thiết kế thích hợp Giúp học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, trung thực, yêu lao động và có trách nhiệm, góp phần nâng cao nhận thức về việc tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, từ đó học sinh biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ và ứng xử với thiên nhiên phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững. Cấu trúc của sách, sách vật lý 11 và sách chuyên đề học tập vật lý 11 có cấu trúc phù hợp cho các hoạt động tìm hiểu, khám phá thế giới tự nhiên. Dưới góc độ vật lý của học sinh khi có hoặc không có sự hướng dẫn. Bám sát cấu trúc của chương trình môn vật lý 2018, hai sách này đều được thiết kế thành các chủ đề với nhiều hoạt động dựa trên cơ sở lý thuyết của dạy học, tức là phát triển năng lực thông qua hoạt động tích cực của học sinh trong quá trình học tập. Trong đó, sách Vật lý 11 gồm 4 chủ đề: Dao động, Sóng, Điện trường, Dòng điện và mạch điện. Sách chuyên đề học tập Vật lý 11 gồm 3 chuyên đề: Trường hấp dẫn truyền thông tin bằng sóng vô tuyến mở đầu về điện tử học. Quan điểm biên soạn của bộ sách này là chú trọng bản chất, ý nghĩa vật lý của các đối tượng, đề cao tính thực tiễn, tránh khuynh hướng thiên về toán học, tạo điều kiện để giáo viên giúp học sinh phát triển tư duy khoa học dưới góc độ vật lý, khơi gợi sự ham thích của học sinh, tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng vật lý trong thực tiễn. Cụ thể là các bài học được thiết kế theo quy định của thông tư 33 và theo mô hình dạy học 5E, tức là tổ chức các hoạt động học tập theo chương trình, nhận thức, tìm hiểu khám phá, rút ra kết quả và ứng dụng. Mỗi bài học được bắt đầu bằng một sự kiện nổi bật trong thực tế, qua đó nội dung bài học được hình thành một cách tự nhiên, sau đó là quá trình áp dụng, ứng dụng vào thực tiễn. Các chuỗi bài học được hình thành theo tiến trình tối ưu cho nhận thức của học sinh, trong đó trải nghiệm của học sinh được tăng cường và kết nối qua chuỗi các hoạt động thực nghiệm được bố trí trong nhiều chủ đề. Việc dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 là nhằm hình thành phát triển phẩm chất và năng lực người học. Tức là dạy học các nội dung về vật lý phải giúp học sinh không chỉ phát triển năng lực vật lý mà còn để giúp học sinh về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung. Vì thế, ngay sau tiên bài học, không ghi mục tiêu mà ghi là học xong bài học này bạn có thể sau đó là liệt kê các yêu cầu cần đạt về năng lực vật lý theo chương trình 2018. Điều này sẽ giúp giáo viên nhận thức rõ việc dạy học môn vật lý không được chỉ chú trọng vào phát triển năng lực vật lý mà coi nhẹ việc hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực chung. Hỗ trợ giáo viên đổi mới hình thức tổ chức dạy học, nhằm tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới hình thức tổ chức dạy học, khuyến khích học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. Sách sẽ thiết kế đa dạng các hoạt động học tập, đó là Trả lời câu hỏi, vẽ sơ đồ, lập bảng, thực hành, vân vân. Bước đầu, sách đã chú ý giúp học sinh hình thành kỹ năng tiến trình, nhận thức khoa học, một kỹ năng quan trọng, nó có vai trò cực kỳ quan trọng và quyết định trong con đường đi đến các phát minh sáng chế. Bên cạnh việc giúp học sinh nhận thức được những khái niệm cốt lõi, sách còn tạo điều kiện cho giáo viên có thể tổ chức hoạt động học của học sinh để giúp họ hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực chung. Nhằm giúp giáo viên dễ dàng triển khai linh hoạt trong phương pháp dạy học và phù hợp với trình độ của các đối tượng học sinh mỗi bài học có số tiết phù hợp gồm hai tuyến hỗ trợ lẫn nhau trong đó một tuyến cung cấp các kiến thức khoa học một cách ngắn gọn để học sinh thuận lợi khi đọc tìm hiểu khai thác những thông tin cốt lõi một tuyến gồm chuỗi các hoạt động học tập để giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức và rèn luyện kỹ năng qua quan sát trả lời câu hỏi thảo luận luyện tập vận dụng thực hành cũng để phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh ở các vùng miền khác nhau sách còn có hai hoạt động tăng cường mở rộng là tìm hiểu thêm và bạn có biết các hoạt động này nhằm tạo cơ hội khuyến khích học sinh tự tìm hiểu khám phá tùy theo đối tượng học sinh thời gian cơ sở vật chất của nhà trường mà giáo viên thực hiện các hoạt động này một cách linh hoạt thay đổi cách tiếp cận và phù hợp với điều kiện của địa phương. Trong sách vật lý 11 và chuyên đề học tập vật lý 11, hệ thống kiến thức không phải là mục tiêu mà là phương tiện để đạt được mục tiêu đó là phát triển phẩm chất và năng lực. Trong đó trực tiếp là năng lực vật lý. Mà quan trọng hơn là sự kết hợp chúng thế nào đó để có thể hình thành và phát triển được năng lực của người học. Khi người học đạt được năng lực cũng là đạt được kiến thức kỹ năng một cách tối ưu nhất. Sách sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với mọi vùng miền trên cả nước, diễn đạt một cách dễ hiểu, gần gũi, thân thiện, tạo sự hưng phấn cho tìm hiểu khám phá bài học. Nội dung thì được trình bày rõ ràng khoa học, kênh hình phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh. Thay vì dùng các lệnh khô khan, sách sử dụng nhiều hình ảnh, bảng biểu và các icon Sơ đồ hóa nội dung đối với những kiến thức khó trừu tượng. Sách cũng thiết kế các hoạt động học tập rất đa dạng, phù hợp với từng vùng miền cụ thể. Đặc biệt là các hoạt động học tập hỗ trợ tối đa các vùng khó khăn. Ví dụ, các nội dung thực hành khám phá được các chuyên gia thiết bị giàu kinh nghiệm của nhóm tác giả thiết kế. Và cái thiết kế này được thực hiện với các dụng cụ đơn giản nhất có thể để các nội dung thí nghiệm là khả thi cho các trường chưa có điều kiện mua sắm các dụng cụ đắt tiền. Trên đây tôi vừa trình bày với các thầy cô giáo, các học sinh và quý vị những điểm nổi bật của cuốn sách vật lý 11 thuộc bộ sách cánh diều. Như chúng ta đã biết, khác với các chương trình giáo dục phổ thông trước đây, chương trình giáo dục phổ thông 2018 là chương trình phân chia thành hai giai đoạn. Ở trung học phổ thông là giai đoạn hướng nghiệp. Vì thế bên cạnh việc giúp học sinh phát triển phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù, chương trình còn phải giúp học sinh định hướng nghề nghiệp. Đây là bộ sách giáo khoa được viết theo đúng tinh thần chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vì thế, chúng tôi hy vọng rằng bộ sách này sẽ giúp các cô giáo, thầy giáo và các nhà trường trên cả nước thực hiện được các mục tiêu giáo dục tốt nhất theo đúng tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Xin trân trọng cảm ơn xin kính chào quý cô giáo thầy giáo và quý vị